Hello, xin chào tất cả mọi người. Rất vui được gặp lại mọi người trong livestream của đi kênh ngày hôm nay. Hôm nay thì mình có hoàn thiện một cặp lông mày sửa cực kỳ khó dành cho một bạn khách hàng cũng rất là xinh đẹp. Cái lần đầu tiên, kỷ niệm lần đầu tiên là khi mà mình gặp bạn này cách đây mấy tháng, nên là bạn cũng một con bạn rất là xinh, tất cả các nét rất là hài hòa. Nhưng điểm trừ duy nhất của bạn là lông mày thật sự mình phải nói là một cao rất là lỗi, rất là nặng. Đây là, nếu mọi người có thể nhìn kỹ này, đây, ở đây trong này mọi người có thể nhìn thấy đây ạ, lông mày màu xanh lá cây này, và bị sẹo rất là nhiều. Đây, bị sẹo rất là nhiều do là bạn đã từng xử lý ở nhiều nơi khác và cái mực cực kỳ khó xử lý đó. Bạn cho mình hỏi bạn đến từ đâu và tên là gì nhỉ? Em tên là Nhàn, đến từ Hải Phòng ạ. Bạn Nhàn đến từ Hải Phòng. Nhàn ơi, cho mình hỏi là bạn đã từng làm lông mày bao nhiêu lần và cái ký ức về những cái lần làm lông mày đấy nó như thế nào? Em làm khá nhiều ấy. Vâng. Làm nhiều lần nên là chưa ưng được. Vâng. Nó bị hỏng rồi bị đi mực sâu quá, nó xanh ạ. Nó xanh và nó sẹo đúng không ạ? Vâng. Cái nhà đã từng sửa mày, hút mày ở đâu chưa? Hút mực ở đâu? Có, hút mực ở dưới Hải Phòng. Dưới Hải Phòng. Và sau đấy thì bạn thấy tình trạng của bạn như nào? Nó vẫn không cải thiện được nhiều. Nó vẫn bị xanh nhiều. Nó vẫn bị xanh nhiều. Vâng. Và bạn hút thì bạn thấy nó có bị bong chóc chảy máu hay là bị cháy lông, trụ lông gì không? Có, cháy rồi cũng bong chóc. Bị sẹo. Vâng, đúng rồi, bị sẹo. Đấy chính là lý do mà tại sao mà khi mà bạn Nhàn lên đến đi cây thì mình phải nói là tình trạng lông mày rất là dã man. Nó bị sẹo rất là sâu, bị xanh và bị chai. Mình sờ vào da của bạn Nhàn thì nó cứng ngắc luôn á. Và sau đó mình đã tư vấn cho Nhàn là sẽ hút mực laser. Và sau khi mà Nhàn hút mực tại đi cây vài lần, tại vì bạn đi khá là xa, nhưng mà mình vẫn phải nhắc bạn là kiên trì để bạn hút vài lần. Và trong cái quá trình mà hút mực tại laser tại đi cây thì bạn có thấy khác biệt gì so với những lần trước không? Dạ, hút ở đi cây nhẹ nhàng và không bị bong chóc. Không bị bong chóc. Vâng, mà nó giảm kiểu màu bự mực xanh nhiều ạ. Và bạn không phải kiêng khem gì đúng, đúng không ạ? Không phải kiêng khem gì ạ. Đúng ạ. Đấy là cái sự khác biệt rất lớn. Và bạn Nhàn hút mấy lần ở đi cây? Em hút có 2 lần. 2 lần tại đi cây và sau đó thì mình xử lý làm lông mày mới. Và ngày hôm nay là cái kết quả của bạn Nhàn sau khi mà bạn Nhàn bong rồi, và đây là sau 2 tháng khi bạn đến kiểm tra. Thì mọi người có thể nhìn thấy là ở đây bạn Nhàn là không có một tí lông nào. Nếu mà bạn nhìn vào tình trạng lúc trước là bạn không có một tí lông nào, nhưng mà sau khi mà làm lông mày tại hút mực tại đi cây thì bạn Nhàn thấy là lông mày của bạn như nào ạ? Hoàn toàn là biến đổi đấy bạn. Bạn thấy là mọc lại rất là nhiều lông ở đây sau 2 tháng. Sau khi mà hút mực tại laser tại đi cây thì mọc lại rất là nhiều lông này. Cái thứ hai là da của bạn Nhàn thì bạn thấy nó có mềm hơn không? Mềm hơn nhiều ạ. Và mọc nhiều lông hơn. Mọc nhiều lông và không bị chai da như ngày xưa nữa đúng không ạ? Đấy là sự khác biệt rất lớn mà mình đã kết hợp cái hai phương pháp, bởi vì bạn vừa có sẹo này, vừa không có lông này. Cho nên là mình đã kết hợp phương pháp là vừa đi sợi và vừa phun cho bạn ý. Cho nên là nó sẽ vừa là khiến cho cái da của bạn ấy nó không bị cảm giác bị trơ nữa, không bị ít lông nữa, mà ngoài ra thì sợi thì nó khiến cho cái lông mày của mình tự nhiên hơn rất là nhiều. Với cái tình trạng những cái da khó như thế này thì phải đòi hỏi cái kỹ thuật và tay nghề rất là tốt. Và sau khi mà bong ra thì bạn đến kiểm tra thì các bạn thấy là cái sợi nó rất là mềm mại, rất là tự nhiên. Và hôm nay thì mình chỉ rậm lại cho bạn Nhàn vài sợi thôi, để cho nó nét lại một chút xíu thôi. Còn về tổng thể thì nó rất là ok rồi. Và nó che hoàn toàn được cái vết cũ, những cái vết sẹo cũ và những cái vết loang lổ cũ của bạn Nhàn. Nhàn ơi, cho mình hỏi thì trong cái quá trình mà làm lông mày tại đi cây thì đến bây giờ nhận được cái thành quả như này thì Nhàn có cái cảm nghĩ như thế nào? Em rất ưng, cảm thấy nó tự tin hơn nhiều ạ. Dạ vâng. Đối với một người con gái thì chắc chắn cái bộ lông mày thật sự là nó là một cái điểm rất là quan trọng trên khuôn mặt, mà mình bị hỏng như thế thì mình rất là tự ti đúng không? Dạ. Và ngày hôm nay khi mà đã nhận được một kết quả, mình nghĩ đến bản thân mình là một người làm cho bạn, mình cũng cảm thấy rất là ưng ý và thật sự là nó thay đổi hoàn toàn luôn. Dạ. Cảm ơn Nhàn rất là nhiều, và không biết Nhàn có lời chia sẻ gì với mọi người không? Em gửi lời cảm ơn đến đi cây và mọi người, nếu mà muốn làm đẹp thì đã qua đi cây được tư vấn và làm cho khuôn mặt nó xinh lên. Vâng, ok, cảm ơn Nhàn rất là nhiều. Một bạn gái đi rất là xa từ Hải Phòng lên tận đi cây để sửa mày. Và chúc các bạn gái sẽ luôn xinh đẹp, và chúc Nhàn sẽ luôn luôn thành công trong cuộc sống nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã theo dõi livestream của đi cây. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.